Vậy. Wow, nhiều lắm. Rất căng, có nhiều rất căng em ơi. Rất căng em thấy thật đấy đó. Thật đấy rồi. Đủ thơm không? Nhớ mới thơm không? Thơm. Con này thơm mà. Cầm gà Tâm ơi. Vườn nhà mình ấy mới nhặt được hai quả. Đây. Vườn nhà mình đấy. Biệt thự. Biệt thự. Con cá xanh xanh gì vậy bác ạ? Xanh là rupee. Ba thả mẻ mới à? Bằng hai ngón tay. Cái này cá vàng à? Cái này có mấy con diều hồng. Cá vàng là diều hồng hả bác? Đây đây đây. Ok chưa? Ok chưa? Ổn không? Gà xế chiều chứ chưa bóng đêm đúng không? Xế chiều vậy. Rồi, cá bắt được bao nhiêu cua vậy? 500 con. Hey, chú có mặt của Hot Boy. Thôi, Hot Boy 38. Thôi, hết rồi. Hot Boy Trường Bò. Xin lỗi anh Trường nhá, nhưng mà nó giống quá. Ui. Khỏi cái gì vậy? Ê thơm quá nhở. Ê mày mà chỗ này đường mà đi học bắt lên rồi mà đâu có chạy được. Đây con này bỏ chạy. Đường đi học ở đây mà sao cứ phải đi đến đấy vậy? Wow, nhiều lắm. Rất căng, có nhiều rất căng em ơi. Rất căng em thấy rất đấy đó. Đấy đó. Đủ thơm không? Nhắm mới thơm không? Thơm. Con này thơm mà, thơm lắm. Rất căng kìa. Em ơi, rất căng. Của đá này mà. Có cái nào đợi dưới rất càng. Đấy, công sức hai anh em đi bắt này đấy. Cả ký. Grab nhờ. Thôi, xin phép. Đủ thơm rồi, cái này mình nấu bún riêu thôi chứ. Của ăn cá. Thôi, thôi. 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 Thôi.